Thưa quý vị và các bạn, Liên minh châu Âu-EU hiện có 28 nước thành viên với dân số hơn 500 triệu người, là thị trường tiêu thụ rộng lớn của hàng Việt Nam. Đây là khối kinh tế lớn nhất thế giới với GDP đạt 18.000 tỷ đô la Mỹ, chiếm 22% tổng GDP toàn cầu. Tổng kim ngạch thương mại của EU sắp xỉ 4.000 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu dịch vụ của EU đứng đầu thế giới và đầu tư ra nước ngoài bằng gần 40% FDI toàn cầu. Sau gần 3 năm đàm phán, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Cao ủy Thương mại EU Celia Matthom đã ký kết tuyên bố chung về việc chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA. Các nội dung chính của Hiệp định bao gồm thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, hải quan và thuận lợi thương mại, biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật SPS, hàng rào kỹ thuật trong thương mại TBT, thương mại dịch vụ, đầu tư, phòng vệ thương mại, cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nước, mua sắm của chính phủ, sở hữu trí tuệ gồm cả chỉ dẫn địa lý, phát triển bền vững, hợp tác và xây dựng năng lực pháp lý, thể chế. Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam và EU đã thống nhất mang tính toàn diện là một hiệp định được đánh giá có chất lượng cao, cân bằng lợi ích trong tất cả các lĩnh vực đàm phán. Khi thực hiện sẽ đem lại nhiều lợi ích cho người dân, cho cộng đồng doanh nghiệp. Trong đàm phán hiệp định, hai bên đã tỏ ra linh hoạt trên nguyên tắc xây dựng cùng có lợi, và EU cũng đã tôn trọng và thừa nhận cái trình độ phát triển của Việt Nam còn thấp, vì thế cũng đã dành cho Việt Nam những ưu đãi trong quá trình đàm phán để tạo điều kiện cho Việt Nam trong nhiều lĩnh vực có lộ trình phù hợp, qua đó sẽ nâng dần cái khả năng cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam và EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với hơn 99% số dòng thuế. Đối với rất ít số dòng thuế còn lại, hai bên sẽ dành cho nhau hạn ngạch thuế quan hoặc cắt giảm thuế quan một phần. Đây có thể coi là mức cam kết cao nhất mà Việt Nam đạt được trong các FTA được ký kết cho tới nay. Và tôi tin tưởng chắc chắn rằng là với cái việc thực thi hiệp định này thì Việt Nam sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh của mình rất là nhiều trong khu vực ASEAN. Thì có thể thấy là vào năm 2018 thì tất cả chúng ta đều quan tâm đến những con số cụ thể, ví dụ như là 99% số dòng thuế sẽ được xóa bỏ về 0%, là nông sản của Việt Nam sẽ được hưởng lợi chẳng hạn, hay là mật ong cũng sẽ được hưởng lợi từ cái việc thực thi hiệp định này. Và để tóm tắt thì tôi có thể thấy rằng là cái lộ trình định hướng là một yếu tố quan trọng chúng ta cần quan tâm. Thứ hai đó là những hỗ trợ kỹ thuật để Việt Nam hoàn thành tốt cái quá trình chuyển đổi của mình cho đến khi thời điểm có hiệu lực. Hiện đã có 23 trên 28 nước EU đầu tư vào Việt Nam với hơn 2.000 dự án còn hiệu lực. Với tổng số vốn trên 37 tỷ đô la Mỹ và EU là đối tác thương mại lớn thứ hai và là một trong hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch hai chiều năm 2014 lên tới 36,8 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang EU đạt 28 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu gần 9 tỷ đô la Mỹ. Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào EU là giày dép, dệt may, cà phê, đồ gỗ, hải sản, v.v. Đến năm 2016, 2017, lần lượt các hiệp định đi vào có hiệu lực thì rõ ràng tỷ lệ chúng ta ngày càng được cải thiện tốt hơn. Và đấy là cái hướng đi mà cả doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cũng như là doanh nghiệp cổ phần thì đều đi theo và quyết tâm được đặt cái mục tiêu này để khai thác tốt nhất cái hiệu quả của các hiệp định thương mại mà chính phủ ta đã đàm phán thành công với các quốc gia. Sau Singapore và Malaysia, Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á thứ 3 đàm phán tiến tới ký kết một thỏa thuận thương mại tự do với Liên minh châu Âu-EU, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Ngay từ bây giờ, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải tận dụng mọi cơ hội nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, cũng như tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật hướng đến mở rộng các cơ hội thâm nhập vào thị trường này. Cùng với cộng đồng kinh tế ASEAN và các cái cam kết quốc tế thì đó là cái trò chơi về luật, là luật chơi. Cho nên là thông tin, học cách đối thoại về mặt pháp lý, cách ứng xử về mặt pháp lý là cực kỳ quan trọng. Và đây là một trong cái điểm rất là yếu của doanh nghiệp Việt Nam. Đúng không? Ta có thể hơi được chăng hay chớ một chút, nhưng mà bây giờ làm ăn là theo luật. Cho nên là phải học, hiểu thông tin, học thông tin, hiểu quy trình xử lý thông tin, xử lý pháp luật để mà bảo vệ cái lợi ích của mình. Ngoài lợi ích gia tăng xuất khẩu,
Hiệp định FTA Việt Nam-EU sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam mở rộng quy mô sản xuất và thu hút đầu tư từ EU. EU sẽ hỗ trợ kỹ thuật và khả năng hợp tác đào tạo cho các chuyên viên của doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. EU không chỉ là khối kinh tế lớn nhất mà còn xuất khẩu dịch vụ đứng đầu thế giới và đầu tư nước ngoài bằng gần 40% FDI toàn cầu. Do vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng tối đa những cam kết FTA Việt Nam-EU để tăng cường hợp tác và đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường EU.